Dạ rồi, xin kính chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của em Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống giảo siêu âm Sài Gòn cho cô chú anh chị mình mua về mình lấy giống hoặc là mình chơi Tết năm 2024. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi cũng không làm mất thời gian, em mời cô chú anh chị mình vào luôn gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi. Chào em Nhi ơi. Dạ, em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay để lời kênh á cô chú anh chị, em xin giao lưu cô chú anh chị mình siêu bông Sài Gòn lá lớn nha cô chú anh chị. Còn lô này thật sự cũng là lô cuối của em luôn nha cô chú anh chị. Là cô chú anh chị mình xem được cái nào ủng hộ em nha. Rồi. Cái này để em ra thông số cô chú anh chị mình xem ha. Hoành được 11. Rồi. Dòng cũ mình được 26. Cao mình được 56 và tán ngang là mình được 62. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 650 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 2B. 2B có một cây giảo siêu bông Sài Gòn nó lớn nha cả nhà. Cái củ đẹp á cô chú anh chị. Nè, cô chú anh chị mình xem củ ấy. Nguyên cái củ xuất sắc luôn, có chân luôn cô chú anh chị ha. Hoành được 11. Rồi. Dòng củ mình được 23. Cao 62. Tán ngang được 79. Rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 700.000 nha. Rồi ok. Rồi mã số 3B. 3B cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nha, lá lớn nha cô chú anh chị. Thì siêu bông Sài Gòn lớn thì bông nó to lắm nha cô chú anh chị. To mà cái lá nó cũng đẹp mà bông cũng đẹp nữa. Cánh rất là dày cánh luôn cô chú anh chị ha. Dạ. Đế nè cô chú anh chị. Cánh dày dữ dằn lắm. Quá thật cái đế cho. Cái nãy này là loại già mùa lắm rồi. Thì hơn thì cốt trơn rồi. Hoành được 13. Rồi. Dùm củ 20. Cao 77. Tán ngang được 73. Rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá cũng 700.000 nha. Rồi cây luôn. Rồi mã số 4B. 4B cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nó lớn luôn nha cả nhà. Rồi. Cái củ nó cũng khá là dễ thương ha. Con là sao hoa đẹp. Hoành được 9. Đúng là cục cục luôn cô chú anh chị. Dòng củ được 28. Cao 61. Tán ngang mình được 65. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá 650 nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 7. 5B. Ủa, 5B. 5B cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nó lớn nha. Rồi. Củ này khá là dễ thương đó cô chú anh chị. Có như chân có tay hết chị. Hoành là được 10. Rồi. Hoành củ 22. Cao 77. Rồi. Tán ngang được 80. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 700.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo mã số 6B. 6B cũng được cây giảo siêu bông Sài Gòn ở lớn nha cả nhà. Rồi. Hoành 10. Rồi. Dòng củ 22. Cao 80. Tháng ngang mình được 68. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cả nhà mình giá cũng 700 nha. Rồi cây luôn em. Rồi tiếp theo cây mã số 7B là một cây giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Rồi có một cây siêu nụ. Siêu nụ già mùa ha. Cái này tàn bự dữ lắm bự nha cô chú anh chị. Cũ giữ dằn cái cũ nè cô chú anh chị. Hoành được 11. Rồi. Cao 88. Tháng ngang mình được 83. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình xin chào cô chú anh chị mình giá cũng 700.000 nha. Rồi 700 đổi cây. Cái này. Rồi mã số 8B. 8B cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn lớn như cả nhà. Rồi. Củ đế rất là biết luôn cô chú anh chị ha. Hoành được 10. Rồi. Dòng củ 23. Cao 60. Tán ngang mình được 65. Rồi cái này em xin chào cô chú anh chị mình giá 650 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9B. Cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn lớn nha. Đây, cái củ nằm nghiêng khá dễ thương cô chú anh chị. Hoành được 13. Mấy cái củ luôn cô chú dòng anh chị. Dòng củ 31. Như con thú cao nằm 62. Tán ngang được 77. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 700 nha. Cái này củ đẹp mà tàn toàn nữa. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10B. 10B cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn lớn nha, cũng là cây cuối clip của em nha. Cây cũng là cây cuối cùng mà nhà em luôn cô chú anh chị. Rồi. Củ đế siêu vip luôn. Hoành 13. Nguyên củ nè. Dòng củ 24. Rồi. Cao 87. Tán ngang được 67. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 700.000 nha. Rồi đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn với cô chú anh chị mình đã yêu thương và ủng hộ em trong những thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị mình xem được cây nào ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip sau ạ. Em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.